tổ chức xin trân trọng kính mời các vị lãnh đạo xuống tham quan bên hai đội bóng. Xin trân trọng kính mời Nato Kawakami, chủ tịch liên đoàn bóng đá Thái Lan, theo vị quyết định by the Kings. We have great honor to introduce Nato World, Mr. Nguyễn Trọng Minh, President of Vietnam Football Federation. Go!